Hello, em lên ba con đồng hồ hãng của Mỹ nữa nha nhà. Fossil nè, Michael Kors nè. con này Fossil size 40 nha. Mặt của nó là thảm trai. 6 kim thứ ngày và 24 giờ nha. Dây nè. khóa bấm nha. Dây rất là dài. Đây, còn Michael Kors nè. Firm Rolex nha, hàng chính hãng luôn mới chưa qua sử dụng nha hai con này là mới con này hàng lướt chạy cơ chế Sáu kim lịch lọc nha bấm giờ thể thao con này là xấu kim bấm giờ thể thao con này là xấu kim thứ ngày 24 giờ nha đó màu đều giống nhau hết con này mặc màu hồng con này mặc màu trắng nha niềng khí roulette dây hạt gạo roulette luôn khóa bấm còn nguyên siêu nha đấy còn nguyên siêu luôn đó. mấy là mấy nhật hết hãng của mỹ mấy nhật mặt hai lòng hết nha sáu kim lịch lọc bấm giờ thao dần nè reset nè đáy xoáy nha con này cũng vậy đáy xoáy luôn full chức năng hết nha cả nhà giá thì cực kỳ yêu cho cả nhà luôn đó rồi em mời cả nhà nha